Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi đối đầu cùng với các chiến binh của team B-Ray. Vòng đối đầu sẽ bùng nổ hơn bao giờ hết với sự ra quân của đội hình thiện chiến của team huấn luyện viên B-Ray. Tâm lý của em đang rất là tự tin với 4 cái bài nhạc em đã chuẩn bị. Em sẽ sử dụng rất là nhiều màu sắc của các bạn. Để coi B-Ray sẽ làm như thế nào ạ. Anh sẽ không phải chờ lâu nữa đâu. Ngôi sao là phải diễn cỡ này chứ đúng không ạ? Vì B-Ray là một người chiếm trọn rất là nhiều những cái thí sinh thiện chiến. Cả cái khán phòng này đã điên với gái em. Và một lời cảm ơn dành cho B-Ray khi là xếp cặp hai bạn lại với nhau. B-Ray đã làm được một cái bài rất là tốt. Và Andre sẵn sàng cầm cái nón vàng để đi săn. Mọi thứ nó đã xảy ra đúng như những gì mà chúng ta đã lên kế hoạch. Khi chiến thuật được đặt đúng chủ. I thắng the tour, I feel like I'm gonna pick one of you guys on my team. Sẽ tạo nên cú xoay chuyển bùng nổ. Đây là tiết mục đầu tiên nhận được 3 nón vàng tại Rap Việt ở vòng thi thứ 2. Xin chúc mừng team B-Ray. Hey, so we're trying to do a boxing event for charity. For charity. So it's gonna be me against you or you against B-Ray, but you can pick. Are you down? I'm down. Me and you, alright. Boxing. Okay. We do 3 rounds, 3 minutes for charity though. So you can pick the charity you want and I pick the charity I want. You down? Yeah. Okay. Nhưng mà anh em chơi like, you know, bullying, sparring. Yeah. Yeah, but it's for a good cause. Bro. Okay. Hey Vic. So Vincent, I'm charity boxing. How do you say charity in Vietnam? Từ thiện. Từ thiện. For boxing. Yeah. So em 4 người. Yeah. Em mà chọn ai cũng box cũng được. Anh với Andre sẽ... Tại vì anh cũng có học rồi. Ok. So, em đang chọn ai? Em muốn... Nhưng mà càng bằng ký. Bằng kiểu giác. Yeah. Giờ mọi người nói cân nặng của mọi người ra. Em cao to lắm. Em thì bỏ được bán chết. But we'll pick someone. Nhưng mà em có đồng ý không? Anh bao nhiêu ký? Anh... Chắc 70. No, 72. Để bằng em. Okay. Nhưng mà anh muốn đi Andre phát anh ngoài xoáy cái box Andre đó. You know what I'm saying? Nhưng mà em không có chú ý hả? Em không có chú ý. Mấy ký? Xong chưa gia đình ơi? Em là bằng anh nè, em cũng sao bằng anh. Ok. Rồi bây giờ ekip mình 4 bạn đi vào trong đi ạ. 4 bạn đi vào trong, còn tất cả những bạn khác thì các bạn ao phun luôn đi. 4 bạn chuẩn bị quay hình thôi, còn tất cả những bạn khác ao đi ạ. Nhưng mà B-Way đến nhà anh. B-Way, come here bro. Nhà ekip xung quanh nhau đi. Hey, so we're gonna do a Saigon Sports Club, my big bro anh Bảo. And we're gonna have a charity boxing event tonight. They're ready. Hey, so em bao nhiêu ký? Chắc 60. Em 65. 65. Thế là bằng. Okay. Ủa mà anh có gọi yeah, là anh học anh có học năm. Okay. Anh học Muay Thái nhưng mà okay. It's okay. Bây giờ mình có thời gian để đúng rồi. Okay. So. Do it. Do you? Em đúng rồi anh. Okay. Yeah, but I'm gonna go Andre, this thing can keep fucking with me, dog. No, but you wanna. Okay. Nhưng mà anh đi ai, anh đi ai cũng được. Anh sẽ gặp anh. Okay. 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 So you too. Yeah, okay. Are you sure? Okay. Okay. Bên lại, bên lại. Down the box. Come on, bro. We're gonna have a charity boxing event at Saigon Sports Club, and they all agree, so. Yo, em là thầy cao quá. em là trưởng quân thầy David.
Ok các bạn em nhìn đi ạ, dưới heo đi, còn được rồi. Lúc nãy anh quẩy dữ quá, cái con ấy của anh nó bị rớt rồi. Cái con này nè. Nó gắn lên trên cái ly nè. Và có keo hay có gì không? Nó rớt á. Thôi có chừng đạp nước té nha. Hai bạn diễn cháy quá. Mình lấy nước mình tạt. Mình lấy nước mình tạt. Tính lấy nước lấy chữa cháy. Dập lửa. Đúng rồi, nhưng mà anh quyết định là để cho Wukong đọc cái đó thì nó sẽ hay hơn. Để nói chuyện với chương trình chắc lát nữa. Thôi được rồi, để sang Team Andre. Giờ lo Team Andre trước đi. Time to rise, ta kiss a kind of man to fight. Ủa? Correct. Gì vậy? Bánh tráng đó. Bây giờ có nhai được đâu. Làm miếng không? Nhai là tặc luôn á. Này muối không à, chết nó đấy. Có trứng mà. Nè, ăn trứng cho trôi đờm. Hắn là trôi đờm. Ăn trứng cho cô đờm hơn nữa đó cô bé. Vậy hả? Thế thôi ăn mình vậy. Su ăn em. Bà này bình thường hỏi chả bao giờ ăn đi. Nào, thử miếng nào. Trời ơi, nó dính trùng lắm. Ok. Ôi trời ơi, trôi son. À, trôi son à, có cái vụ này à? Lý do đầu tiên mà không ăn là tại trôi son. Ăn này trôi son gì? Bánh tráng mà. Mà ăn xong rồi thấy trôi vô đó. Và cơm và các cái hứa mới sợ. Bánh bụng hứa mới sợ. Ăn này sợ không? Được, mình ăn cơm chưa? Chưa. Ngon. Có khăn giấy không em ơi? Cho cái khăn giấy trên đây. Cho hẳn một bịch mà. Ê anh bảo này, kiếm cho anh một viên Panadol đỏ. Thuốc đau đầu. Rồi, chúng ta bắt đầu. Khoan, chưa xong chị ơi. Chưa xong ăn tiếp. À, ăn cái phần mực này. Đây là mực hả? Ừ, mực mực xào, mực sấy đấy. Mực khô. Ăn lạ phết nhỉ? Ngon. Ok. Chào World Cup nó lên. Anh không có được ăn. Anh không, anh cảm ơn, anh không được ăn. Hoa hậu thân thiện thế. Ủa? Anh Thi ơi, ví dụ như là bây giờ là xong team của anh Ri đi. Mà ý là qua tới cái team của em mà anh Thái muốn muốn nghe hết tất cả xong anh quăng không được đúng không? Qua team rồi là qua đúng không? Là không được quăng nữa. Ok. Là sao? Ý của anh Thái là anh nói thí dụ nghe hết của hết ba team luôn rồi anh mới quăng anh chọn. Được không? À muốn nghe hết lắm. Không được đúng không? Thì không được. Thì anh hút bóp, không dám hút luôn. Em nghĩ là em cho tôi. Sao nó lại bệnh cái lúc này ta? Chưa mùa nào như mùa này luôn. Sau một đêm ngủ dậy là nó như vậy luôn. Ngồi hôm qua kiếm duyệt còn nói được bình thường. Thấy đỡ hơn không Rick? Thêm kẹo không? Trong kia có đổi cái nước ấm không? Đừng uống nước đá. Này nước cam. Nãy Sư tính là khi mà Sư nói lòng tiếng cho Rick thì Rick cũng lì. Như đó, làm một số cái động tác cho nó mắc cười thôi. Hiểu không? Chứ nãy là vui quá đơ xong rồi tôi cũng đơ luôn. À, hiểu. Ráng. Đây là diễn phim câm á. Mr. Bean ha. Mr. Bean đi. Hồi xưa sẽ làm cái giọng giống như vậy. Rick sẽ có. Chuẩn bị lên nhá anh em trái quả này nhá. Cố gắng lên. Tốt rồi, diễn tốt rồi. Chụp hình đó. À, lên, chụp đi, come on, chụp nè. Chụp bây giờ đi. Không cho, ok. Quốc ơi, em thuộc cái đoạn ấy thì có gì em là người tiên phong đi lên nhá. Để mọi người đi lên. Cái đoạn mà khúc cuối á, để đi lên á, đi lên nhảy á. Tại vì sợ mọi người không nhớ. Đây sẽ là một cặp Hustler, Minh Lai và Shorty Tang. Ấy. Cặp này vui này. Xong anh với em đứng nói nhá. Em xuống bên này, anh đứng bên này nhá. Ê, cẩn thận dẫm vào cái biển. Nhá, tí em xuống đây, anh đứng bên này nhá. Thôi đừng, ngồi đây thôi được rồi. Ngồi đây, cái tướng nó đẹp hơn. Check mic đi, check mic đi. Với có một bạn producer đang ngồi trên xe cho nên là nối thêm cái phần xí nội dung chỗ đó để cho nó có cái chờ đợi. Check mic đi các bạn ơi, check mic liền đi ạ. Anh nói về nội dung bài nhạc. Xong anh kêu là đây là một cái beat mà anh em rất là thích. Rất là thích nhá. Và anh em rất là tâm huyết cho con beat này nhá. Thì xong rồi em sẽ để em giới thiệu. B-Ray, is your microphone work? No, not right now. Minh Lai, xong rồi nhớ quay người lại nhá. Nhớ quay người vào trong. Đây là Minh Lai, trời xanh. Để cho em xin, now what we do. Sao là cho em về, sao là World Cup, now what we do. Welcome!
con chim mô về.